Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2022, tổng thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh gần 87 tỷ đồng, tăng hơn 64 tỷ đồng so với năm 2021. Trong năm 2022, những đợt mưa lớn trên diện rộng kèm theo dòng lốc xoáy đã làm sập tốc mái hư hỏng 120 căn nhà và hơn 4.600 hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là tình hình sạt lở bờ sông ngày càng diễn ra nghiêm trọng, Toàn tỉnh đã có 125 điểm tuyến bờ sông dùng bờ dùng bị sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 129 hộ dân. Các quyện thành phố đã tiến hành hỗ trợ trên 11 tỷ đồng cho những hộ dân bị ảnh hưởng. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong thời gian tới, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình bão lũ, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, khô hạn và xâm nhập mặn vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần dân động người dân đề cao cảnh giác, tích cực ứng phó thiên tai để bảo vệ tốt tính mạng và tài sản.